Tủ sách Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Bên Vỉa Hè của nhà văn Ngọc Phương. Tác phẩm Bên Vỉa Hè thuộc nhóm Hoa Xanh, thể loại tình cảm nhẹ nhàng, bạn bè và gia đình, nằm trong tủ sách Tuổi Hoa, được sáng tác trước năm 1975. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, phần 1, chương 1. Cô nhi viện nằm trên một khu đất thật buồn. Mặc dù gần trung tâm thành phố, nhưng khoảng đường này ít xe qua lại, nên những tiếng động ồn ào gần như chìm suốt ngày. Nó được lập ra bởi một số nhà hảo tâm và sự nâng đỡ của những hội phụ nữ. Phần đông những đứa trẻ bất hạnh ở đây đều là nạn nhân của chiến tranh, và một số ít là con lai da màu. Chu vi nó được bao bọc bởi một hàng rào kẽm gai cao độ chừng một thước. Nó gần như che khuất phía bên trong bởi những chiếc lá nhỏ nhắn xanh tươi lẫn những bông giấy đỏ thẫm quấn quít trên sợi gai, tạo thành bức tường kết bằng hoa lá trông dễ thương. Trong chu vi hạn hẹp này, con rớt không có ai làm bạn hết. Hình như tất cả đều xem nó như một người bị hủi hay một vật thật ghê tởm. Rớt biết phận mình lắm, nên thường thui thủi một mình, không tụ lại chơi chung với nhau như những đứa trẻ khác. Dù là nó mong muốn nhưng cũng không được, vì không một đứa trẻ nào muốn có sự có mặt của nó. Có chăng chỉ để làm trò cười cho chúng mà thôi. Rớt thường tìm một chỗ thật vắng lặng, không có bóng người tìm đến. Chỗ mà rớt thường tìm đến là khu vườn rau lan nằm sau sân chơi. Ngồi một mình nhìn ra vườn rau, có những chiếc lá xanh mượt bò lềnh khềnh dưới đất. Cuối vườn rau, một cây điệp già có tàn lá trải rộng cho bóng mát ngập đầy. Vào những ngày mưa đổ về, rớt lặng buồn theo dõi những bông hoa đỏ rơi xuống và những chiếc lá nhỏ lao đao trao xuống, làm cho rớt muốn bật khóc. Chỉ có tiếng khóc mới làm cho rớt buồn mà thôi, nhưng tiếng khóc của rớt sẽ làm cho những đứa trẻ chung quanh càng ghét thêm. Cho nên tiếng khóc lịm theo tiếng mưa, và những giọt thầm vẫn lặng lẽ xuống má, xuống môi. Rớt sợ tất cả những bộ mặt trong cô nhi viện này. Những ông lớn, những bà lớn đến thăm thường niềm nở vỗ về những đứa không có màu da đen, tóc quắn quýu như rớt. Một lần họ đi ngang rớt, chờ đợi một câu nói mà họ thường hỏi những đứa trẻ ở đây: cháu có vui không? Cháu học có giỏi không? Nhưng họ nhìn rớt lạnh nhạt bỏ đi. Sao họ không hỏi han vỗ về rớt như bao đứa trẻ ở đây? Mấy cô giáo coi sóc ở đây cũng gần giống như họ. Còn những đứa trẻ cùng lứa tuổi rớt còn sợ hơn nữa. Giờ cơm chung, đói, rớt quơ lua vài miếng rồi bỏ đi. Giờ ra chơi, rớt ngồi một mình trong lớp, không dám bước ra bên ngoài để tránh những câu châm chọc. Ê, con lợn nòi, mày lạc từ vùng rừng rậm châu Phi sang đây hả? Má mày đẻ mày ra rồi quăng vào lò than phải không? Bọn trẻ ở đây khoái cái màn chọc rớt nhất. Chúng cười ồ lên sau mỗi câu nói. Rớt đâu có chọc gì tụi nó đâu, mà hễ thấy rớt đứa nào cũng bu lại chọc phá. Phần đông tụi nó hoàn cảnh cũng không khác gì rớt, không cha không mẹ. Đáng lý ra chúng không chọc rớt đến muốn khóc như thế. Rớt lạc lõng, rớt không có ai hết. Với trí ngây thơ, rớt cũng hiểu được trên cõi đời này ai cũng có cha mẹ hết, không ai tự dưng dưới đất mà chui lên được. Rớt cũng có, nhưng vì hoàn cảnh nào những đấng sinh thành không nuôi rớt được lại bỏ vào cô nhi này. Buổi tối sau khi học bài và đọc kinh chung, tất cả đều được trở về phòng chơi một chút hay nằm đọc sách trước khi lên giường ngủ. Rớt không có sách đọc, không có gì để chơi. Nó leo lên chỗ nằm của mình. Cái giường sắt được chia làm 4 tầng, rớt nằm tầng cao nhất. Bà giám thị ở đây chỉ định như thế để lũ trẻ bớt chọc phá trước khi nhắm mắt. Phía trên mặt rớt, ngọn đèn neon ông phủ sáng lóa, làm cho đôi mắt nó không khi nào nhắm được trước khi đèn tắt. Nhìn sang bên cạnh, một con nhỏ đang nằm đọc mấy quyển truyện hình mỏng. Rớt thèm một quyển như vậy, đọc để mau nhắm mắt hơn. Thấy con nhỏ còn dư một vài quyển để trên đầu nằm, rớt đưa tay khều nhẹ: cho tao mượn một quyển đi. Đang xem, con nhỏ quay lại thấy rớt, nó bực mình: không có đâu mà cho mượn. Rớt không dám nói gì hết, lẳng lặng nằm xuống. Một chút, rớt nghe bên cạnh có vài tiếng xì xào gì đó, rồi một vài tiếng cười rúc rích nổi lên. Không thèm nghe những tiếng động đó, rớt quay mặt vào vách, cố dỗ giấc ngủ cho sớm. Bỗng một vật nhỏ từ sau lưng chọi trúng ngay đầu rớt. Một tiếng ói nhỏ, một chút sau, một chiếc dép lại thải tới trúng lưng.
Lần này rớt quay lại, nhìn thấy chung quanh đứa nào cũng nằm im thiên thích, làm như không có chuyện gì xảy ra. Đã quá quen với cảnh chọc phá như vậy, rớt không dám hó hé gì hết. Nếu nói gì tụi nó sẽ dựa theo đó mà chọc nữa. Rớt trở mình nằm lại, nhưng chỉ vài phút sau, một vài vật lại được chọi tới, như một chiếc dép, một cây bút chì cục, một cục gom. Rớt ngồi dậy nhìn quanh quất, nhưng đứa nào cũng nằm tỉnh bơ. Rớt nói đại: "Tao không giỡn với tụi bay à nha." Một tiếng cười nhỏ từ chiếc giường phía bên dưới: "Hi hi, con nhỏ đen nói gì kìa tụi bay." Rớt cố nói rõ hơn: "Tao nói tụi bay đừng giỡn nữa." Con nhỏ rớt mượn nguyên chuyện khi nãy chỏ mỏ qua: "Xịt lãng không? Ai thèm chơi giỡn với ma róc mà bảo giỡn chứ không giỡn." Nghe hai con nhỏ đanh đá như vậy, rớt tức lắm, nhưng không biết nói gì hơn nữa. Nó ngã lưng xuống. Cả đám ngủ chung một phòng thấy vậy cười khúc khích với nhau. Một vài đứa thấy rớt không nói gì nên không có cách gì để tiếp tục chọc nữa. Nhưng chỉ được một lúc, tất cả các gian phòng đều được tắt đèn tối thui. Đã đến giờ ngủ, không ai được nói chuyện hết, dù rất khẽ. Bỗng một giọng nói con gái muốn kéo dài cuộc nghịch phá nói lớn: "Đen thui, chả thấy con đen đâu hết." Đang vắng lặng bỗng có tiếng người la như vậy, cả phòng cười rộ lên. Tiếng cười vang đến tai bà giám thị đang đi bên ngoài. Bà giám thị này được tiếng dữ như bà chằn, cũng được gọi là bà giáo già khó chịu. Hầu hết những người già tánh tình họ hay thay đổi luôn, vui đó, khó chịu đó. Đang đi kiểm soát bên ngoài, bà lật đật bước vào phòng, bật đèn sáng trưng. Trên tay bà cầm cây roi mây dài gần cả thước, đôi mắt bà thả dài khắp phòng ngủ. Gian phòng im thinh thích, một vài tiếng mũi vo ve vẫn còn nghe. Một vài đứa chọc rớt khi nãy nằm im lìm, không dám trở mình, làm như đang ngủ say. Nhìn một lúc giọng bà sang sảng: "Đứa nào khi nãy làm cười trong này?" Không một tiếng trả lời, căn phòng vẫn hoàn toàn im lặng. Chỉ cần vô phước đứa nào gây ra một tiếng động nhỏ thôi, cây roi mây trên tay bà sẽ bay vung vút vào người. Đám trẻ mồ côi ở đây tuy phá không ai bằng, nhưng chúng phải sợ như rét khi đôi mắt bà nhìn phải. Nhiều lúc giờ ra chơi, chúng đang chạy phá hễ thấy bà, đứa nào cũng giả vờ hiền lành, không thì nhận hình phạt của bà cho. Những hình phạt của bà làm đứa nào cũng khiếp đảm. Hình phạt nhẹ nhất là nắm lỗ tai xách lên, hoặc lấy bàn tay chụm lại để lên bàn, hưởng những cây thước kẻ vuông góc nơi tay bà giáng xuống lia lịa. Quà thưởng đó đến 5-6 ngày vẫn còn vết bầm tím. Như hôm nay, nếu bà bắt được đương nhiên bị ăn đòn, nhưng mai trong giờ ngủ trưa sẽ được canh thức dưới cột cờ. Hai đầu gối sẽ đặt xuống nền đá ong lởm chởm mà mưa đã làm cát trôi đi. Nhìn bọn ngoan ngoãn ngủ yên, bà tắt đèn định bước ra. Bỗng cuối phòng, lợi dụng ngọn đèn vừa tắt, một đứa nói lớn: "Con đen." Lần này tiếng cười rộn lên như vỡ bờ, bỗng im bặt khi ngọn đèn chớp sáng. Bà giám thị tức tối như dẫm phải ổ kiến lửa. Bà chạy tới chạy lui giữa khoảng trống của mấy giường sắt, nghi đứa nào bà quất đứa đó. Có đứa đang ngủ ngon giấc, bỗng bị ngọn roi của bà quất phải, đau điếng giật mình dậy khóc miếu máu. Thấy bộ điều chúng, bà biết mình lầm, lại càng tức tối hơn. Nguyên nhân cũng tại con nhỏ đen hết. Bà sòng sọc đi lại chỗ rớt nằm. Trên giường rớt nín khe không dám trở mình. Nó hình dung gương mặt bà giáo già như mụ phù thủy trong truyện cổ tích, thấy mà phát khiếp. Rớt nghe tiếng cây roi nhịp chỗ giường sắt của nó, giọng bà giáo rít qua khẽ răng: "Con nhỏ này, mày xuống đây." Chưa chi mà rớt đã điếng cả người. Nó ngồi dậy lắp bắp: Dạ con đâu có làm gì." Xuống đây "Nãy giờ con nằm im không hè, không làm gì hết." Bà nhìn rớt trừng trừng: "Xuống không, tao lên là mày chết." Rớt hoảng hồn liêu riếu leo xuống. Vừa đứng xuống đất, rớt đã bị ngọn roi của bà giám thị quất tới tấp. Cơn tức bực của bà được đổ vào đầu ngọn roi. Những ngọn roi không chùng tay xuống mình con mỏi đen. Rớt đau lắm, hai hàm răng của rớt cắn vào nhau khích rịch. Tiếng khóc không dám bật ra khỏi cuống họng nghẹn cứng. Vừa đánh rớt, bà vừa nói: "Mày không đen thì làm gì tụi nó phá?" Thấy rớt không khóc ra tiếng, bà dừng tay lại. Trên khuôn mặt đen đúa đó, hai hàng nước mắt đổ xuống sóng sánh. Những giọt nước mắt mặn như muối. Bà kêu rớt trở về chỗ nằm. Đứng lại một lúc, bà bước ra cửa phòng tắt đèn. Tiếng chân của bà khuất ngoài hành lang xa. Trong phòng lúc này mới hoàn toàn im lặng, không một đứa nào chọc phá nữa. Có lẽ tụi nó đang hối hận.
vì làm cho rớt bị một trận đòn quang đau đớn. Rớt nhìn vào bức vách đen sừng sững, đen như màu da trên người nó. Tiếng nói của bà giám thị như lẩn vẩn đâu đó: "Mày không đen thì làm gì tụi nó phá? Mình có cái tội đó sao? Mai mốt rớt có thể trắng được không? Nếu không chắc suốt đời này rớt phải mang cái tội này sao? Ở đây rớt thấy cũng có nhiều đứa tóc vàng mắt xanh, sao chúng không ai ghét bỏ hết vậy? Mà tất cả mọi sự ghét bỏ đều đổ dồn vào mình rớt." Một lần rớt đứng nhìn mấy cô giáo đùa giỡn với chúng, rớt thèm thuồng. Nếu như mình được những lời dịu ngọt như chúng, chắc rớt vui sướng lắm. Nhưng không bao giờ, đó chỉ là tưởng tượng nho nhỏ để an ủi số phận hẩm hiu của nó. Trong giấc ngủ, rớt thường mơ ước một bà tiên. Bà tiên có đôi cánh trong suốt, bà tiên cầm đôi đũa thần gắn ngọc lóng lánh trong những chuyện cổ tích nàng công chúa Gia Lừa. Bà tiên sao mà hiền ghê, thường hay giúp đỡ những kẻ khốn cùng. Nếu như bà giúp được rớt bớt khổ, nếu như bà đưa rớt đến một nơi nào đó không có ganh tị chọc phá như ở đây, rớt sẽ sung sướng biết là ngần nào. Những ý nghĩ vẩn vơ làm đôi mắt rớt mau nhắm, và nó ngủ quên từ bao giờ. Phần 1, chương 2. Buổi sáng sau khi ăn điểm tâm một khúc bánh mì bằng ba lóng tay, một trái chuối nhỏ là giờ vệ sinh chung. Những buổi sáng vui nhất của rớt là vào giờ này. Tất cả những đứa trẻ đều đi rải rác quanh cô nhi viện để quét dọn hoặc lượm giấy và những lá cao su. Đứa nào lượm nhiều thường được thưởng thêm một trái chuối vào giờ ăn trưa, hay được mấy cô phụ trách cho tiền. Nếu như không lấy những thứ này thì được ghi danh vào sổ điểm tốt. Rớt không khi nào được thưởng, vì những đứa trẻ ở đây đã giành hết rác, đuổi rớt đến một chỗ nào chỉ toàn là cỏ xanh. Rớt thảnh thơi nhưng không lấy thế làm buồn. Rớt thong thả đi ra sau dãy nhà cơm. Nơi đây chỉ toàn là cỏ xanh, nó khoái bứt những cọng cỏ ướt sương, những giọt sương mai chưa tan động ngời lóng lánh. Bàn tay của rớt để vào lành lạnh như những lần nước mắt của rớt thầm rơi khi bước ra đứng một mình ở đây. Thoáng thấy hai cô giáo đang đi lại phía mình. Hai cô giáo này có bổn phận đi rảo chung quanh để xem chừng mấy đứa trẻ lượm rác trước giờ dạy học. Cô đi bên phải đã có dạy rớt một vài lần, cô tên Thoa. Còn một cô nữa hình như mới đến đây dạy lần đầu nên rớt thấy lạ. Rớt giả bộ cúi xuống làm như đang say sưa nhổ cỏ, không để ý gì đến hai người. Rớt nghe loang thoáng hình như cô Thoa đang nói về mình với cô mới đến. "Ở đây có con nhỏ đó tội nghiệp lắm, bị tụi bạn nó chọc phá hoài." "Nó con Lai hả? Chắc Mỹ Đen." Nghe bà hội trưởng nói lưu ý con nhỏ giùm, đừng để nó bị bạn bè ăn hiếp quá. Cô giáo mới đến nhìn rớt một chút, nói với cô Thoa: "Nó không còn ai thân thích hết hả? Nghe bà hội trưởng nói hình như con nhỏ còn má." Nghe hai cô giáo nói vậy, rớt khựng đi một chút. Tay nó đang cầm những cọng cỏ ướt sương run run rơi nhẹ xuống, không làm sao nói hết được sung sướng đang tràn ngập trong tâm hồn nhỏ của nó. Và trái tim thật nhỏ đập dịu dàng bởi tiếng rớt còn má. Rớt muốn nhảy lên, muốn hò hét, muốn cười cho thỏa thích, hay làm bất cứ một cử động gì để biểu lộ sự vui mừng đang tràn ngập dở bờ. Một ý nghĩ chạy lên trong đầu rớt, đến bên cô giáo lại lục để nhờ hai cô chỉ giùm rớt chỗ ở của mẹ. Khi đó rớt sẽ rời bỏ nơi đây, đi tìm má bất cứ chỗ nào, chốn nào, miễn sao rớt được gần má, được thương yêu chiều chuộng. Nhiều đêm rớt vẽ trong đầu những hình ảnh thật đẹp đẽ về má. Khuôn mặt của má hiền dịu, má giống như cô Thoa, có tiếng nói trong ngọt dỗ dành. Má có bàn tay trắng muốt như mấy cô giáo dịu dàng, với phấn trắng bảng đen. Má có nụ cười vừa đủ nói hết thương yêu. Nếu như rớt gặp được má, rớt sẽ xà vào lòng khóc thật nhiều để trút đi tất cả những cay đắng ở đây. Bao lần rớt đã nghĩ những câu hỏi, những câu nói, nếu như gặp được má, rớt sẽ hỏi ngay: "Sao má bỏ con hả má?" Và rớt sẽ nói tiếp: "Má biết con ở đây khổ lắm không? Từ ngày có Trí Khôn đến giờ, con chưa một lần được nghe tiếng ai dịu dàng như mây và ngọt như mật ong. Má nói cho con nghe đi má, trong cô nhi viện này con chưa một lần được nghe tiếng nói thương yêu, chỉ toàn là những cay đắng, toàn là những hình phạt phủ xuống vì thân hình xấu xí của con." Má sẽ nói với rớt tiếng thật nhỏ: "Không ngờ con gái má lại khổ như vậy." Hình như sau câu nói, những giọt nước mắt của má xuống trên tóc rớt. Rớt nói cho đỡ nhớ thương: "Không ai nói ngọt như má, không ai ôm con vào lòng, không ai hôn lên trán con. Má đã cho con tất cả những thứ đó,
làm con quên hết những ngày trong này buồn tủi. Rất lan man nghĩ như thế, bỗng câu nói của cô Thoa làm chùng ý nghĩ của nó lại. Má nó bán bà, lấy thằng Mỹ Đen nào đó để kiếm nhiều tiền. Khi đẻ nó ra giống thằng cha nó, đen đúa xấu xí, xấu hổ với hàng xóm chung quanh, nên đem cho vào đây rồi vắng biệt luôn, không thấy đến nữa. Không muốn nghe gì nữa hết, rất thẫn thờ đứng lên. Má bỏ rớt vào đây vì thân hình xấu xí, tất cả mọi người đã xa lánh nó vì lý do đó, má rớt cũng như thế sao? Bước trở về phòng không muốn dựng, giờ này không còn một đứa nào trong phòng hết. Những chiếc giường sắt nằm buồn lặng lẽ với chăn mùng được sắp gọn gàng. Leo lên giường, rớt nằm lăn ra như có điều gì làm rớt ngồi dậy không muốn nổi nữa. Nó thiếp đi. Buổi trưa, mấy con nhỏ ở chung với rớt kéo về phòng, thấy rớt nằm trên giường mặt mày xanh lét, mồ hôi vã ra như tắm, tưởng rớt bị trúng gió. Chúng hoảng hốt chạy lên báo cáo bà giám thị. Bà giám thị sòng sọc đi xuống, bà nhìn rớt thật kỹ. Bà nghĩ con nhỏ dám giả bộ bệnh để khỏi quỳ gối ở cột cờ. Đưa tay, bà nắm đầu rớt, hét vào mặt. Ranh con, mày dám qua mặt tao hả? Rớt giật mình dậy, thấy bà giám thị như thấy mụ phù thủy, và nhớ đến những ngọn roi khi hôm. Rớt tỉnh hẳn người, thuận tay bà ký vào đầu rớt một cái cớp, gằn giọng: đi ra ngoài kia quỳ gối, đến 2 giờ mới được vô. Rớt ríu ríu bước đi cho đỡ bị đòn. Ra giữa sân cô nhi viện, nắng buổi trưa đi xuống từng mảng xanh đỏ trước mặt chói chang nóng rát. Chỗ cột cờ trống trải không một bóng cây. Bà giám thị đi theo rớt đến cột cờ, bắt rớt quỳ xuống. Những cục đá ông quái ác chĩa ra những cạnh lởm chởm làm rớt đau điếng, làm rớt tê rần hai đầu gối. Nắng vẫn đổ xuống sức nóng trên người rớt, mồ hôi nhỏ giọt hai bên thái dương, mồ hôi làm ướt tèm lem áo đang mặc. Ở xa, mấy con nhỏ đứng nhìn rớt. Chúng thấy rớt như một tượng nhỏ bằng đồng đen. Không đến 10 phút, người rớt run run. Rớt thấy cảnh vật trước mắt như đảo ngược. Chúng quay quần, nhảy múa quanh rớt. Bỗng chúng xa sầm lại tối đen. Rớt ngã quặp người xuống cột cờ như một vật vô tri, như một cục đá được thải xuống sông chìm liễm không biết gì. Đứng trong khoảng mát, bà giám thị nhìn thấy rớt té xỉu. Bà hét mấy đứa đang đứng gần đó chạy ra khiêng rớt vô, đem vào phòng lấy nước giả vào mặt cho tỉnh dậy. Không biết nghĩ sao, bà giám thị căn dặn những đứa khiêng rớt vô phòng không được nói gì hết, coi như không có chuyện gì xảy ra, sợ đến tai bà hội trưởng ở đây chăng. Những ngày sau, rớt bệnh thật sự, người nó nóng hâm hấp vì trúng nắng. Rớt được bà giám thị cho phép nghỉ tại phòng, không đến lớp học cũng như không làm cỏ những giờ vệ sinh chung. Mỗi ngày bà đến phát cho rớt vài viên thuốc cảm, nhưng những viên thuốc không làm giảm cơn đau của rớt một chút xíu nào hết. Rớt cần tình thương hơn là những viên thuốc. Mấy tụi nhỏ hàng ngày chọc rớt để làm vui, mấy hôm nay thấy rớt như vậy, không một đứa nào hó hé nữa. Tụi nhỏ dễ vị tha và mau xúc động. Một vài đứa còn dành phần ăn sáng hoặc cơm trưa đem đến tận phòng cho rớt. Chỉ có những lúc như vậy, tụi nó mới tử tế, tụi nó mới nở nụ cười hỏi han. Rớt không muốn lành bệnh một chút xíu nào hết. Mai mốt lành bệnh, tụi nó có chọc phá nữa không? Làm sao mà không được. Rớt không thể chịu đựng hơn được nữa. Rớt phải rời khỏi chỗ này, đi đến bất cứ đâu, miễn làm sao không nghe những câu nhạo báng, nét mặt khinh khi. Còn má của rớt nữa, rớt phải tìm gặp má, nói cho má nghe những tuổi buồn mà rớt phải chịu. Ý định rời khỏi cô nhi viện này ngày nào cũng lẫn quẩn bên rớt. Từ trước đến giờ nó ít khi có dịp đi ra bên ngoài lắm, nên không hiểu rành mạch những đường xá bên ngoài ra sao. Ra ngoài rồi sẽ đi đâu, làm gì ăn, liệu đi xin người ta có cho không? Ý nghĩ này thường làm cho rớt trùng lại. Một tiếng động ngoài cửa phòng, rớt đưa mắt nhìn ra. Con nhỏ Mi đang nhẹ bước tới, trên tay nó cầm gói giấy nhỏ. Giờ này đứa nào cũng vào lớp ngồi học hết, chỉ có mỗi mình con nhỏ Mi là rảnh thôi. Nó có bổn phận đi chợ chung với mấy chị nhà bếp. Họ mua gì Mi phải xách đem ra xe. Buổi sáng nó được nghỉ và học thế lại buổi chiều. Ở đây chỉ có mỗi Mi là không chọc rớt. Con nhỏ hiền và dễ thương như mấy cái hoa 10 giờ tím ngắt nằm trong những chậu sành để ở phòng bà hội trưởng. Đến chỗ rớt, Mi ngồi xuống bên cạnh. Mày hết đau chưa rớt? Gần hết rồi. Mi đưa gói giấy ra trước mặt rớt. Hồi sáng đi chợ với mấy chị bếp, tao lén mua để dành cho mày mấy trái xí muội. Nhìn gương mặt lo lắng của Mi, rớt muốn khóc. Cái gì cũng có thể làm cho rớt khóc được. Con Mi biết rớt thích mấy trái mặn mặn chua chua này, nên lén mua cho nó. Rớt cảm động.
Cảm ơn mày. Ăn đi rớt. Tao nghe mấy chị bếp nói đau, ăn trái này vô sạch miệng lắm. Thôi tao với mày ăn chung đi. Rớt mở ra chia chung hai đứa. Trái xí muội làm cho miệng rớt đỡ đắng. Nó ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Mi thấy vậy nói: mày nằm yên cho khỏe, ngồi dậy làm chi? Tao thấy đỡ ghê. Mi buồn buồn: tao ghét bà giám thị phạt mày quá. Không hiểu sao bà ghét mày quá vậy nhỉ? Rớt cười méo sạch: tại da tao đen thui như cục than mày không thấy sao? Mi an ủi rớt: không phải như vậy đâu. Chứ tại lý do gì hả Mi? Mày thấy tao đâu có phá phách, không biết vâng lời đâu. Thôi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa mày. Hai đứa ngồi im một lúc. Rớt bỗng nghĩ Mi thường ra chợ, chắc phải biết nhiều cái bên ngoài hay lắm. Rớt muốn hỏi cho biết đôi chút. Ở ngoài chợ chắc vui lắm hả? Mi hí hửng: khi nào lành bệnh mày lên xin bà hội trưởng cho đi chợ chung với tao cho vui. Ở ngoài đó vui lắm, người ta lui tới nườm nượp, người buôn cái này kẻ bán cái khác, vui không chê được. Rớt ầm ừ: để tao thử xin coi có được không. Mày lui cui ở nhà bếp, thường đi ra ngoài chắc tụi nó sẽ ít chọc phá, chứ như vậy hoài làm sao mày chịu cho thấu. Nè Mi. Gì hả Rớt? Phải chi mình có ba má ở bên ngoài sướng hay mày? Câu hỏi của Rớt vô tình làm hai đứa rơi vào khoảng buồn mênh mông. Phải chi hai đứa còn ba má, còn những người thân yêu, giờ này đâu có buồn bã như thế này. Trí nhớ con nhỏ Mi quay về những hình ảnh đẹp như mây trời tháng 7, đẹp vào những ngày lên 5, lên 6. Đôi lúc Mi nhớ gia đình, Mi nhớ em Mi nên cứ khóc hoài. Ngày trước Mi được đến trường học với chiếc áo đầm trắng mỗi sáng mỗi chiều. Mi đùa giỡn tự do với chúng bạn. Con Rớt nói làm cho Mi nhớ nhà quá, làm cho nước mắt của Mi dầm về, làm cho bờ môi hồng nhỏ méo sạch. Nhìn Mi rớt trầm trầm: sao mày khóc hả Mi? Nhớ ba má và em tao. Rớt bùi ngùi: mày còn có người để nhớ, tao đây không có ai hết. Đứng lên Mi nói muốn không ra tiếng. Thôi mày nằm nghỉ đi, tao còn phải xuống bếp làm đồ ăn nữa. Trưa nay tao lén để dành cho mày một vài thứ ăn ngon. Rớt nhìn theo cái bóng nhỏ thó của Mi ở cửa. Nó lăn mình nằm úp mặt xuống gối. Con nhỏ Mi buồn ghê. Hoàn cảnh nó đau đớn nên trên khuôn mặt hồng sáng của con nhỏ lúc nào cũng thấy buồn. Trên bờ môi đỏ nụ cười gần như mất hẳn, nhường lại những tiếng nấc tuổi sầu. Hai đứa gần giống nhau về nỗi buồn, nên dễ thương nhau, dễ nhìn thấy khổ đau đứa khác nhận chịu. Rớt thấy hai giọt nước mắt ướt nhòe nền gối màu trắng bệch. Chương 3. Dưới hàng hoa giấy của hàng rào kẽm gai, những chiếc bông giấy đỏ thắm len lỏi với những cọng lá xanh trông thấy buồn hiu. Một vài khoảng trống nho nhỏ vừa đủ để nhìn ra con đường bên ngoài. Đường trống trơn, lâu lâu một vài chuyến xe đi qua thật lẹ. Rớt và Mi ngồi dưới một bệ xi măng cạnh hàng rào. Đôi mắt của Rớt nhìn ra bên ngoài sáng rỡ. Đời sống bên ngoài, Rớt nghĩ như mấy con chim sẻ sẻ đứng trên nóc nhà cao. Đôi cánh lúc nào cũng có thể đặt tới một chỗ mà nó muốn đến, chỉ cần vỗ đôi cánh. Rớt quay sang Mi: Mi à, tao định trốn ra ngoài. Câu nói của Rớt làm nhỏ Mi giật mình. Nó không tin là Rớt nói thật, nhưng gương mặt và đôi mắt nhìn ra đường mang đầy nỗi khát khao. Một thoáng ý nghĩ đến với Mi: ra ngoài con Rớt sẽ đi về đâu? Rớt sẽ làm gì để sống? Trong khi nó không có một khả năng nhỏ khả dĩ để kiếm việc làm. Ở mướn cho người ta một hai ngày chưa chắc đã tìm ra. Mi tưởng tượng những nỗi khổ con Rớt sắp phải nhận chịu. Mi e dè: mày nói thiệt hả? Thiệt. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Rớt vuốt ve những gai nhọn trên cành hoa giấy, mắt Rớt không rời khoảng đường trước mặt. Mi buông lời: đừng nghĩ bậy nữa mày à. Rớt nhìn xuống bãi cỏ: tao muốn trốn ra gần cả tháng nay nhưng không có dịp. Ra ngoài đó làm gì để sống? Biết vậy nhưng hiếm có người chết vì đói lắm. Giọng Mi buồn bã lạ: nhưng mày sẽ khổ lắm Rớt ơi. Rớt cũng nghĩ như Mi, nhưng nơi đây không phải là chỗ dành cho Rớt ở. Biết rằng chỗ nào cũng khổ, nhưng biết đâu bên ngoài còn có những dịp để an ủi. Còn ở đây mỗi mình Mi thôi, Rớt hoàn toàn bị bỏ rơi. Mới hôm qua mấy con nhỏ ở đây lại chọc Rớt, và bà giám thị hình như chỉ đợi dịp là tống những ngọn roi xuống lưng Rớt. Những ngọn roi oan nghiệt không thương xót. Rớt buồn buồn: hôm qua bà giám thị mới quánh tao. Vì vậy mà mày muốn trốn ra ngoài? Muốn ra ngoài từ lâu rồi, nhưng ở đây hôm nay thời tao thấy hết chịu nổi rồi. Giọng Mi giận dữ:
Sao mấy bà già không chết phức đi cho rồi? Sao mà sống dai quá vậy không biết, cứ nghĩ ra thật nhiều hình phạt hay ho để phạt mình hoài. Dù đang buồn nhưng nghe mi nói rất tức cười quá. Mấy bà già cú đế sống dai lắm mày à. Những người như vậy phải chết ngắt của tội cho rồi. Rớt cười cười. Thôi mi ơi, đừng nghĩ như vậy nữa. Mi vẫn còn hầm hực. Lần sau nếu bà đánh quan mày nữa, tao sẽ lên thẳng bà hội trưởng nói hết những oan ức của mày. Dù bà giám thị có quánh tao đâu, tao cũng phải nói, không thể để như vậy hoài được. Đừng vì tao mà mày bị đòn mi ơi. Tao nói là nói giùm chung hết, không phải riêng gì mày. Một tháng bà hội trưởng mới đến một lần, làm sao bà hiểu được điều oan ức mà mày muốn nói. Nhất định là tao phải nói, bà không hiểu thì thôi. Hai đứa không nói nữa, lặng lặng đứng lên đi lần về những dãy lớp học. Rớt ngoái lại nhìn khu vườn rau lan vắng lặng, những cọng xanh mướt nằm im trên bãi cỏ. Giáp đó là một hàng rào thấp. Rớt nhìn kỹ chỗ này, rớt sẽ leo qua trốn đi. Chỉ một bước thôi, rớt hoàn toàn ra tới bên ngoài. Ngày mai sáng sớm chắc không đứa nào để ý. Rớt bùi ngùi nói. Mi à. Gì hả rớt? Ngày mai không có tao ở đây, mày đừng nói là tao trốn nghe. Người ta sẽ đuổi theo bắt lại, tao sẽ không chịu nổi cái roi của bà giám thị đâu. Sao mày cứ nghĩ cách trốn đây ra ngoài hoài? Tao sẽ xin cho mày xuống bếp đi chợ với tao, mày sẽ không bị tụi nó chọc phá nữa đâu. Rớt không nói gì hết, chỉ ừ è cho Mi yên tâm. Bỏ đi thẳng vào lớp học, nó nghe một vài tiếng cười rúc rích của một vài đứa khi nhìn thấy nó đi ngang qua. Như đã nghĩ trước, sáng hôm sau khi tiếng chuông báo thức, lũ trẻ cùng loạt thức dậy kéo nhau đi rửa mặt, súc miệng. Rớt lặng lẽ đi ra phía sau khu vườn rau lan, nhìn quanh quất không thấy một đứa nào sớ rớ hết. Rớt bước lên bậc thành nhỏ phía dưới, hai tay bám chặt vào thành sắt hàng rào kẽm gai, nương người đặt chân lên những sợi kẽm gai. Hai bàn chân rớt đau nhói. Hai chân vừa đặt ra khỏi thành hàng rào, rớt buông hai tay cho mình nó rơi xuống bãi cỏ vệ đường. Người rớt hơi ê ẩm một chút, đứng lên nhìn vào phía bên trong thật nhanh. Rớt xoay lưng cắm đầu chạy. 7 giờ sáng chào cờ điểm danh, không thấy rớt. Bà giám thị tưởng con nhỏ còn đang ngủ nướng ở phòng, tức mình bà xách cây roi đi sòng sọc vào. Nhưng phòng ngủ giường chiếu gọn gàng, không một đứa nào hết. Đi ra sân cờ, miệng bà quay quái. Con rớt đâu? Con rớt đâu? Đứa nào thấy nó? Mấy đứa nhỏ đứng trong hàng ngay ngắn, không dám hé một tiếng nào hết, vì có đứa nào biết rớt ở đâu mà chỉ bà giám thị. Thấy bộ điệu bà giám thị, linh tính cho chúng biết chắc đang có chuyện gì xảy ra. Độc nhất chỉ có mỗi mình Mi biết rớt đã trốn ra khỏi cô nhi viện rồi. Mi đứng hàng cuối, đôi mắt nó buồn rười rượi nhìn lên bầu trời xanh. Trên dãy nhà, một vài con chim sẻ bay lên trên nhánh cây xanh, nhảy nhót vui. Cô nhi viện này không bao giờ có mặt rớt nữa, để cho bọn trẻ vui chơi chọc phá. Bà giám thị sẽ không còn con mọi để trút những ngọn roi tức bực xuống mình nó. Mi nhìn xuống hai bàn chân mình, chụm lại với nhau thẳng đứng. Giờ này chắc con rớt đã đi xa đây rồi. Con nhớt đi qua những con đường nào? Nó đang làm gì? Trưa nay con nhỏ sẽ ăn ở đâu? Tối nay nơi nào để mày đặt lưng xuống nhắm mắt ngủ? Trong giấc ngủ mày có mơ đến những bà tiên hiền diệu không? Bao câu hỏi quay trong đầu Mi như chong chóng. Mi thương con nhỏ bạn xấu xí của mình vô ngần. Mi sợ ra bên ngoài sung sướng không nói gì, nhưng khổ, rớt có trở về đây lại không? Chắc không bao giờ rớt trở lại. Nó sẽ xa Mi vĩnh viễn. Mi rơm rớm nước mắt. Bà giám thị đi dọc trước cột cờ. Bà hỏi không một đứa nào biết để trả lời hết. Bà đổ tức. Không đứa nào thấy nó trốn ở chỗ nào hết phải không? Đuôi và điếc hết rồi hả? Bước đến một con nhỏ sắp hàng đầu, bà đưa cây roi lên. Mày có thấy nó không? Thưa không. Ngọn roi trên tay bà quất xuống thiệt mạnh, con nhỏ méo máu khóc. Thì con không thấy nó đâu hết. Bà sỉ vào trán nó, đưa mắt nhìn đăm đăm mấy đứa khác. Đứa nào cũng khiếp sợ cúi mặt nhìn xuống đất, không dám ngước lên, sợ bà kêu hỏi bất tử biết đâu mà rờ, lại bị đòn quan nữa. Bà đi dọc theo hàng, đôi mắt như mắt cú mèo, đứa nào thấy cũng phát khiếp. Bà đưa tay chụp một con nhỏ đứng cạnh đó. Bà chưa hỏi gì hết, con nhỏ đã sợ quýnh quán nhìn Mi đang đứng bên cạnh. Hôm qua con thấy con rớt và con Mi đứng nói chuyện sau vườn lan. Bước đến Mi, nhìn một lượt khắp người con nhỏ, giọng bà đầy nghiến. Mày biết nó ở đâu? Mi run lên như thằng lằn cục đuôi. Dạ con không biết. Vậy chứ hôm qua mày nói với nó những gì? Thấy Mi ngập ngừng, bà biết đã trúng tẩy, giáng cây roi lên. Nói mau. Con nói xin bà hội trưởng cho nó xuống bếp đi chợ, chứ ở trên này học và làm việc giặt
Nó cứ bị tụi nó ở đây chọc phá và đánh đập hoài nên chịu không nổi. Mi vừa nói xong, ngọn roi trên tay bà giám thị quất xuống túi bụi trên mình Mi. Con nhỏ thấy hình như không còn đau nữa. Nó sung sướng một đôi chút vì đã nói ra những điều ấm ức của Rớt trước mặt bà giám thị. Mi biết giờ phút này Rớt đã đi xa đây rồi. Mi nói cũng vô ích, mà nói ra thì cũng đã bị đòn rồi. Như đã mỏi tay, bà giám thị dừng lại trợn mắt. Mày phải kiếm ra nó, nghe rõ chưa con nhỏ kia? Dạ nghe rõ. Nói như thế nhưng Mi biết đâu mà tìm. Trận đòn vừa rồi làm Mi đau điếng, nhưng Mi bằng lòng. Một phần nào khổ sở của Rớt Mi chia chung. Bà giám thị đi lên phía trên đầu hàng. Bà nói gì đó Mi không nghe hết. Con nhỏ đang nghĩ đến Rớt, đôi mắt thả lên trời cao vời vợi, cầu xin ơn trên phù hộ cho con Rớt bớt khổ. Cũng từ hôm đó, hành động đối xử với những đứa trẻ mồ côi không đẹp của bà giám thị thấu đến bà hội trưởng. Bà giám thị bị đổi làm công việc khác, cái công việc hết sức khiêm nhường, ngồi cộng sổ sách trong viện cô nhi. Bà giám thị khác được thay thế. Bà cũng nghiêm khắc nhưng không vì thế mà độc ác. Mi nhận xét như thế. Và nó nhớ Rớt, con bạn nhỏ xấu xí của nó giờ này không biết sống chết ở nơi nào. Hết tập 1.